Dạy không baby, baby. Anh phi qua này, em thèm đồ Tây. Để đưa em qua Hàn là lạc khâu nhá. Có một sự thật là tình hơi lâu kỳ, nhưng khi cạnh em mất luôn lầm lì. Suốt bấy lâu nay anh sống trong lý trí, nhưng bên cạnh em thì luôn easy. Anh không nói dối bao giờ đâu, yeah, anh không mau quan phát ra đằng sau khi em tới. Sao anh có thể không biết em lung linh được như nào? Bình thường em không có thói quen soi gương hay sao? Thế là thấy em say đầu tiên, anh đã mới đưa em lên thuyền. Baby bấy lâu nay ở đâu? Sao giờ mới được nhìn thấy nhau? Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh. Xứng tầm được là một ngôi sao ở tầng trên cao nếu anh ngay bên cạnh. Baby girl be mine, đó là in lead. Làm người yêu anh như em đó là tiếng Việt. Mà từ xa em y như người nổi tiếng thiệt. Nhìn muốn tăng huyết áp cần một hôm đi xong hơi. Còn phải bán nhà để nuôi em cũng chơi. Em còn trốn ra đại dương anh không bơ. Phi ra đây baby nếu em thích cứ cả. Tiền và xe của anh em cứ đem về nhà giữ nhà. Anh không nói dối bao giờ đâu, yeah anh không màu quang phát ra đằng sau khi em tới. Sao em có thể không biết em lung linh được như nào? Bình thường em không có thói quen soi gương hay sao? Thế là thấy em giây đầu tiên, anh đã muốn đưa em lên thuyền. Baby bấy lâu nay ở đâu? Sao giờ mới được nhìn thấy nhau? Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh. Xứng tầm được là một ngôi sao ở tận trên cao nếu anh ngay bên cạnh. Chắc chắn là hạng A A A, phải là hạng A A A. Xứng đáng là hạng A A A, phải là hạng A A A. Vậy mà bấy lâu nay ở đâu? Giờ mới thấy nhau. Xứng tầm được là một ngôi sao ở tận trên cao nếu anh